Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào quản trị DAO trên một vài dự án của mạng lưới Arbitrum nha các bạn. Thì tham gia vào quản trị DAO thì cũng là một cơ sở để chúng ta là có thể là đủ điều kiện để nhận cái airdrop đến từ Arbitrum. Thì như các bạn đã biết thì trước đây khi mà mạng lưới Optimism họ airdrop á, thì trong cái điều kiện airdrop của họ, họ cũng đã có một cái điều kiện đó là void DAO nha, tham gia vào quản trị trên các nền tảng của họ ấy. Thì bây giờ Arbitrum cũng vậy, thì bây giờ chúng ta cứ tham gia thôi ha. Biết đâu thì sau này chúng ta sẽ đủ điều kiện, thì về việc tham gia quản trị DAO nó cũng đơn giản thôi các bạn. Thì để tham gia được cái quản trị DAO ở trên mạng lưới Arbitrum ấy, từ các dự án bên Arbitrum á, thì tùy theo dự án nha các bạn. Thì nói chung là các bạn muốn tham gia vào quản trị DAO của cái dự án nào thì các bạn cần phải mua cái con token của dự án đó nha. Và tùy theo dự án thì mỗi dự án á, thì nhiều dự án, ví dụ là có một vài dự án thì nó yêu cầu các bạn là mua token của họ rồi các bạn đem đi stake thì các bạn mới nhận được cái power để các bạn là tham gia vào quản trị của họ, có nghĩa là vote á, voting đó các bạn. Còn có một vài dự án thì các bạn chỉ cần là mua token của họ và giữ trên quỹ thôi thì các bạn cũng sẽ được thì sẽ có quyền được tham gia vào quản trị của họ nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn mọi người là một vài dự án thôi. Thì cái dự án đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là tham gia vào quản trị của dự án là GMX.io ha. Thì GMX. Thì tiếp theo đó là Trisu DAO nha. Và tiếp theo đó là Umami. Thì Umami thì trước đây mình đã hướng dẫn mọi người là tham gia vào cái sự kiện bounty ở trên Layer 3 các bạn. Thì trước đây bạn nào mà tham gia sự kiện đó thì bây giờ các bạn không cần làm nữa, mà các bạn chỉ cần là đợi nó ra những cái biểu quyết mới thì chúng ta tham gia vote thôi. Và tiếp theo đó là Sell Protocol. Thì Sell Protocol thì họ cũng vừa thông báo sẽ có unwrap cho những người mà tham gia vào cái hoạt động của họ nha. Thì hiện tại thì Sell Protocol này họ cũng đã nói luôn là họ chưa snapshot nha. Thì về việc snapshot, về việc cái unwrap của họ là cái điều kiện gì thì mình cũng không có rõ. Thì nếu mà có điều kiện dành cho những cái người mà tham gia vào cái đề app của họ, vào giao thức của họ và đem những cái con token stake trên giao thức của họ ấy, thì cũng sẽ đủ điều kiện để nhận airdrop nhé. Thì đây là cái con quẹt lúc trước mà mình về dự án sale này mình cũng đã nói rất là nhiều rồi nha. Ok, thì trước đây thì mình trước đây thì bên Arbitrum Odyssey này thì nó cũng có một bài void, bài vote là go admin của họ ấy, quản trị của họ ấy. Thì về cái điều kiện vote này ấy, thì hiện tại thì rất là lâu rồi các bạn, gần cả năm rồi nha. Thì cái bài vote này thì điều kiện lúc trước đó thì nó yêu cầu các bạn là trên quỹ của các bạn phải giữ trên 0,002 ETH thì các bạn mới được void. Thì hiện tại những cái bài viết của họ đã cloud hết rồi nha. Thì đây là cái sự kiện là Odyssey ấy, thì sự kiện tuần 1, tuần 2, tuần 3 đến tuần 8 các bạn nha. Thì hiện tại thì cái này nó không void được nữa. Thì Odyssey thì nếu mà nó mở lại ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ thì cái điều kiện để void vào cái Arbitrum Odyssey nếu mà nó mở lại thì nó sẽ dành cho những cái địa chỉ ví mà hold cái NFT mà tham gia vào cái sự kiện Odyssey của họ ấy các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người tham gia vào cái quản trị DAO của GMX. Thì để tham gia vào quản trị DAO của GMX này thì các bạn cần phải mua token GMX rồi các bạn đem đi stake nha. Các bạn đem đi setup thì các bạn mới nhận được cái quyền biểu quyết ở trên này. Ok, thì về việc mua thì các bạn có thể là vào hai cái sàn DEX, đó là Slingshot hoặc là Odot hoặc là Uniswap. Nhưng mà hiện tại thì Uniswap thì mình nghĩ thì nó đã ra mắt token rồi. Thì bây giờ mình khuyến khích các bạn đó là dùng hai cái sàn DEX, đó là Odot với lại là Slingshot. Tại vì hai cái sàn DEX này nó chưa ra mắt token, cho nên là khi mà các bạn tương tác đó, khi mà các bạn swap hoặc là tương tác với lại hai cái giao thức này ấy, thì các bạn cũng sẽ có cơ hội là nhận được airdrop khi mà họ lao chờ token nha. Thì hai cái dự án này cũng chưa ra mắt token. Ok, thì về việc GMX thì các bạn chỉ cần connect với Arbitrum của các bạn thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ connect ở trên Slingshot đi nha. Rồi bạn nào muốn trade sàn DEX nào thì các bạn muốn thì chọn sàn DEX đó thôi. Thì tùy các bạn thôi nha. Thì đối với Slingshot thì các bạn chỉ cần là chọn mạng lưới Arbitrum nha, sau đó các bạn connect ví này, connect MetaMask này ở bên mạng lưới Arbitrum On nha.
Cái thì sau đó thì để tham gia vào quản trị DAO của dự án GMX thì các bạn chỉ cần là mua một lượng nhỏ token GMX thôi nhé. Các bạn muốn mua bao nhiêu cũng được, khoảng là 0,5 đô hoặc là 1 đô gì đấy, tùy tùy các bạn thôi nhé. Đây mình tí mình sẽ mua khoảng là 0,5 đô thử nhé. Là 0,01 đây. Ok, bây giờ mình sẽ mua 0,01 GMX nha. 0,01 này. Ok. Sau đó các bạn swap thôi, các bạn mua GMX thôi. Ok, xác nhận mua này. Thì sau khi các bạn đã có GMX rồi nhá, thì sau khi các bạn đã có GMX rồi thì các bạn vào cái sàn DEX của GMX.io. Chúng ta đem mấy con token GMX này chúng ta đem đi stake để chúng ta nhận được cái quyền biểu quyết nhá, tham gia vào quản trị của họ. Ok, thì ở trên GMX.io này các bạn connect với lại cái mạng lưới ví MetaMask của các bạn, mạng lưới Arbitrum nha. Thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn chọn qua cho mình cái mục, đó là mục ear nhá, mục earn này nhá, mục earn này. Thì ở trên mục earn này nó sẽ có cái phần ear này, phần ear là phần GMX này. Thì ở phần GMX này các bạn kéo xuống bên dưới này nó sẽ có cái mục là start nhá, chỗ phần start này. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi, các bạn nhấn vào nút start. Hiện tại thì mình chưa swap xong các bạn ạ. Ok, thì sau khi các bạn mua 0,01 rồi nhé, thì các bạn chỉ cần là các bạn nhấn vào mục start này, rồi các bạn điền lại 0,01 GMX nha, rồi các bạn nhấn vào nút start thôi. Sau đó các bạn xác thực trên ví nha, sau đó các bạn chỉ cần là xác thực trên ví thôi thì các bạn đã start thành công. Thì sau khi các bạn start thành công rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần đợi nó ra cái bài vote mới thôi nhé. Thì cái bài post ở trên GMX này này thì trên snapshot này các bạn chỉ cần là connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Đây, thì các bạn nhớ join vào nhé. Các bạn mình sẽ để lại những cái link snapshot của những dự án này dưới phần mô tả video sau khi mọi người vào ấy. Thì các bạn nhấn vào nút join giúp mình nhé. Thì sau khi join xong thì nó sẽ đưa ra cái dự án, nó đưa ra cái mục dashboard này cho các bạn thôi. Thì khi mà những cái dự án này ấy mà nó có bài post mới ấy thì nó sẽ hiện lên cái thông số như thế này, nó sẽ hiện lên những cái số này là có bao nhiêu bài bot này đang hoạt động này nhá, hoặc là nó sẽ cái thông báo cho các bạn ở trên một thông báo này, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi nhá. Thì để bot thì hiện tại thì GMX nó hiện tại thì nó không còn cái bài bot nào hết, thì bây giờ các bạn start xong thì các bạn đợi cái bài bot sau thôi. Thì để bot thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái bài bot đó nhá, rồi các bạn void thôi nhá. Đấy, các bạn chọn cái gì ấy thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái mục để cho các bạn chọn, rồi các bạn vote thôi. Các bạn muốn chọn mục nào thì các bạn chọn mục đó rồi các bạn nhấn nút vote. Thì về vote này thì nó sẽ không tốn phí nha các bạn nhé, các bạn chỉ cần nhấn vào nút vote rồi các bạn xin ký trên ví thôi nha, là xong. Tại sao mạng Arbitrum của bây giờ nó bị nghẽn sao các bạn? Ok, thì đó là đối với cái dự án là GMX nha, đó là đối với dự án GMX. Thì tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, đó là tham gia vào quản trị DAO của dự án là Trisu DAO ở trên mạng lưới Arbitrum. Thì về Trisu DAO thì các bạn cũng tương tự thôi, các bạn cần phải mua con token là Magic nha. Trisu DAO các bạn phải mua con token Magic giúp mình nhé. Thì Magic thì hiện tại thì Slingshot với lại là Odot thì hai sàn DEX này nó đều có thanh khoản hết rồi nha, các bạn muốn trade sàn nào các bạn cũng được nhé. Thì để swap thì các bạn chỉ cần chọn ấy thôi, các bạn search ra cho các mình con token là Magic giúp mình nhé. Đây nhá, là con Magic. Sau đó thì các bạn mua một số lượng khoảng là 0,5 đô Magic thôi. Thì Magic hiện tại giá của nó cũng rất là rẻ thôi các bạn. Ok, thì các bạn mua khoảng là một Magic nhá, khoảng là 0,3 đô thôi nhá. Thì sau khi các bạn mua con token Magic xong thì các bạn vào cái dự án đó là Bright World chấm trisua chấm lol này nhá, thì sau đó các bạn connect vào lại cái địa chỉ ví Arbitrum của các bạn thôi.
các bạn chọn MetaMask rồi các bạn connect thôi. Thì sau khi các bạn connect xong thì cái map nó sẽ như thế này. Và tiếp theo đó thì các bạn cần phải đem cái con token Magic mà các bạn vừa mua nha, các bạn vừa mua, các bạn chọn vào cho mình cái mục đó là mục Atlas Miner nha. Atlas Miner này, cái mục đầu tiên này, các bạn nhấn vào đây này nha. Các bạn nhấn vào. Thì trong phần này các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình. Các bạn kéo xuống bên dưới đây thì nó sẽ có cái mục là Start, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là Start thôi. Nha. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình đó là 12 tháng luôn nha. Các bạn chọn cho mình là 12 tháng luôn. Ok, sau đó thì các bạn điền lại số lượng Magic mà các bạn muốn start thôi. Từ hồi nãy các bạn mua 1 đồng thì bây giờ các bạn điền lại là 1 đồng. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đi. Mình sẽ start 0.1 đi nha. Sau đó thì các bạn sau khi các bạn điền số lượng xong thì các bạn chọn này. Rồi các bạn nhấn nút là start này, nha. Start and lock 12 tháng này nha. Sau đó các bạn xác thực trên ví thôi nha. Xác nhận trên ví này. Ok, thì sau khi các bạn đã start xong thì bây giờ các bạn chỉ cần để đó thôi và các bạn chờ đợi là cái dự án nó ra những cái bài biểu quyết mới, rồi các bạn vào đây các bạn void thôi nha, các bạn vote thôi. Ok, thì cái link snapshot của dự án TreeSudao này cũng để xíu phần mô tả video cho mọi người luôn. Mọi người chỉ cần là connect với nhá. Rồi sau đó các bạn nhấn vào nút join này, các bạn join vào cái TreeSudao của họ nha. Cái quản lý DAO của họ nha. Thì trong phần này thì hiện tại thì nó mới có bài viết mới, cho nên là hiện tại nếu mà anh em vừa start xong ấy thì anh em sẽ không được quyền void nha. Thì anh em vừa start xong ấy thì các bạn phải đợi những cái bài vote sau. Những cái bài vote sau thì anh em mới vote được nha. Thì hiện tại cái bài vote này nó đã snapshot trước đó rồi, cho nên là anh em không thể không có quyền void. Thì các bạn phải đợi nó ra cái bài viết mới nha, thì anh em mới có quyền vote. Thì để vote thì các bạn đợi nó ra bài viết mới rồi các bạn nhấn vào cái bài viết đó. Rồi các bạn vote thôi, các bạn xem những cái người mà cái phần trăm mà người ta chọn cao nhất này thì các bạn kéo xuống đây các bạn chọn thôi. Ví dụ là rate tiếp 20 đi. Các bạn chọn này, rồi sau đó cái nút void các bạn nhấn nút vote này. Rồi các bạn nhấn nút là confirm. Sau đó các bạn xin ký trên ví thôi. Ở đây là tham gia quản trị DAO nó sẽ không tốn phí nha các bạn chỉ cần ký trên ví là xong thôi. Nha, đây là xong. Thì sau khi các bạn vote xong thì cái địa chỉ ví của các bạn nó sẽ hiện ở đây này nhá, là các bạn vote bao nhiêu ấy nhá, hiện ở đây đấy. Ok. Ok, thì sau khi các bạn start xong á thì các bạn tắt ra đi nhá, các bạn tắt ra đi. Thì để kiểm tra thì các bạn có thể là kiểm tra phần này này, các bạn kéo xuống bên dưới lại, các bạn sẽ thấy là phần là total deposit nhá. Total deposit thì nó sẽ hiện dưới đây cho các bạn thôi. Thì để unstart thì các bạn chỉ cần nhấn nút là unstart thôi, nhưng mà unstart và các bạn phải đợi là 12 tháng nha. Các bạn phải đợi 12 tháng thì các bạn mới vote được. À các bạn mới unstart được. Cho nên là các bạn chỉ dép khoảng là không phải mấy đô vào đây thôi nha, không phải 5 đô hoặc là không phải 3 đô. Không phải 3 đô thôi nhá. Thì các bạn mua lại con token Magic ít ít thôi. Ok, tiếp theo đó là cái dự án về Umami. Thì về phần là về Umami thì trước đây bạn nào mà làm về cái layer 3 này, bao bounty này, trước đây mình đã hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người là làm web là bên Arbitrum Explorer của dự án là Umami Finance rồi. Thì trước đây bạn nào mà đã tham gia rồi, đã làm rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần là đợi nhá. Các bạn chỉ cần đợi nó ra thôi. Đợi ra cái bài biểu quyết mới rồi các bạn vào đây các bạn vote thôi nha. Đây thì cái link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì ở phần này thì mình cũng đã để dưới đây rồi. Thì các bạn chỉ cần vào các bạn nhấn vào join thôi. Hiện tại thì nó không còn bài nào để vote nữa. Thì vote thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi nhá. Các bạn chọn rồi các bạn vote theo thôi. Ok, tiếp theo đó là dự án Sell Protocol. Thì đối với dự án Sell Protocol này các bạn không phải mua token nha. Thì để tham gia vào cái quyền biểu quyết, có quyền biểu quyết của dự án Sell Protocol này thì các bạn phải mua NFT token của họ nha. Thì ở phần này thì hiện tại thì giá token hiện tại hôm trước thì hồi đó thì nó cho claim free, nhưng mà hiện tại các bạn nào muốn có thì các bạn cần phải mua. Thì để mua thì các bạn cần phải lên marketplace Starshop MST của Arbitrum. Các bạn có thể là connect vào đây các bạn mua nha. Đây con quẹt này. Đấy, là token nha, tên của nó là Government token. Thì để mua thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút start này nha. Các bạn chọn một start rồi các bạn chọn cho mình đó là Government token. Hiện tại thì giá lên là 28 đô rồi.
Do các bạn biết sao mà nó lên giá ghê không? Tại vì nó thông báo, nó vừa thông báo nó đưa cái bài vote lên là sale bond là Inter là sale unrock này để nhận tóc để nó có unrock token sale ấy, nhưng mà hiện tại nó chưa sản áp sót nha. Các bạn muốn nào muốn tham gia thì có thể là mua con token quẹt này nha. Mua NFT con quẹt này này thì hiện tại là giá 28 đô nha. Bạn nào có tiền thì mua thôi, còn bạn nào mà ít tiền thì có thể bỏ qua nha. Hiện tại giá tăng rất là cao rồi. Hôm trước khoảng là mười mấy đô thôi và trước đó nữa thì chỉ có là 1-2 đô thôi nha. Và hiện tại giá tăng lên 28 đô rồi. Bạn nào muốn tham gia thì có thể là mua con quẹt này hâu. Rồi các bạn chờ đợi nó ra những cái bài biểu quyết mới rồi các bạn mua thôi. Rồi các bạn là voi vó thôi nhé. Đấy. Vó thì cũng tương tự thôi, các bạn chọn rồi các bạn chọn vó thôi. Đó thì đấy là những cái dự án ở bên mạng lưới Arbitrum tham gia vào quản trị DAO. Còn thì bây giờ mình sẽ nói thêm về cái việc mình sẽ nói thêm về cái phần đó là anh em nào mà muốn là tham gia vào quản trị của Uniswap ấy nha, thì bạn nào thì ở đây là hoặc là AAV nha, hoặc là AAV thì với sàn DEX Uniswap là một cái sàn DEX lớn nhất từ trước đến nay rồi nha các bạn. Và đối với lại là cái dự án là AAV này cũng là một cái nền tảng lending và borrow hiện tại là lớn nhất thị trường rồi. Cho nên là khi mà những cái dự án nào mà họ muốn triển khai ở trên cái sàn DEX này hoặc là cái nền tảng lending AAV này ấy, thì họ sẽ có những cái bài vote thì họ sẽ đưa ra những cái quyền biểu quyết để cộng đồng biểu quyết. Thì bạn nào muốn tham gia vào hai cái quản trị DAO của sàn Uniswap này hoặc là AAV này thì các bạn cần phải mua token của họ nha. Thì đối với Uniswap thì các bạn cần phải chuyển đổi sang mạng lưới chính, đó là mạng lưới Ethereum. Rồi các bạn mua bất kỳ các bạn mua khoảng bao nhiêu con token Uni ấy nha. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn luôn. Thì các bạn cần phải các bạn muốn tham gia quản trị DAO ở bên Uniswap thì các bạn phải mua con token Uni ở bên mạng lưới Ethereum nha. Các bạn connect ví này vào sàn DEX của họ này. Thì các bạn muốn mua Uni thì các bạn mua khoảng là không phải mấy hoặc là một thôi cũng được nha. Các bạn mua không phải mấy hoặc là một cũng được. Sau khi các bạn đã có con token Uni rồi, sau khi các bạn đã có con token Uni rồi thì các bạn có thể là các bạn nhấn vào phần dấu ba chấm này, rồi các bạn chọn cho mình là vote in governance nha. Thì trong phần này thì để bật lên thì ở phần này bạn nào mà chưa bật sau khi các bạn đã có rồi ấy, sau khi các bạn đã có con token Uni rồi ấy, thì ở phần này thì các bạn sẽ có cái mục đó là nó yêu cầu các bạn là bật cái delay gate lên nha. Thì ở phần này thì các bạn ở đây tại vì mình đã bật rồi cho nên là nó không hiện ra cái dòng đó nữa. Cho còn bạn nào mà chưa bật ấy thì nó sẽ hiện ra cái dòng đó là, đợi mình tí nhé, mình chuyển qua cái ví khác đi cho dễ nói. Ok. Ok, thì về cái phần vote này thì các bạn cần phải hiện tại thì sao nó không bật cho mình nè các bạn nè. Thì đối với những cái địa chỉ ví nào mà chưa bật ấy thì nó sẽ có cái dòng đó là bật lên nhá, cái phần là bật ủy quyền có nghĩa là delay gate ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào đó rồi các bạn delay gate là điền lại số lượng là một nhá, là số số lượng Uni mà các bạn muốn delay gate ấy, thì các bạn sau đó thì các bạn chỉ cần là trả phí ở trên mạng lưới Ethereum thôi. Thì sau khi các bạn delay gate xong thì các bạn sẽ có những cái bài viết sau ở trên là Uniswap ấy nhá.
thì những cái bài vót sau thì những cái bài vót sau thì các bạn sẽ được void ở trên là Uniswap nha. Đây này nha, các bạn sẽ được void trên đây nha. Thì đối với bạn nào muốn Uni thì các bạn có thể là vào là, sau khi có Uni rồi các bạn vào Dex Uniswap rồi các bạn chọn cho mình đó là void Vote in governance, rồi các bạn bật cái delay gate lên thôi nhé, các bạn ủy quyền cho các bạn thôi. Thì cần phải trả phí ở bên mạng lưới Ethereum nha các bạn, cho nên là phí cũng khá là tốn kém ấy. Ok, thì tiếp theo đó thì đó là Uniswap, còn tiếp theo đó là ARV nền tảng lending. Thì đây là thì vừa rồi thì bên mạng lưới Zcash họ cũng đã có bài vote, thì vừa rồi thì ARV cũng có cái bài vote đó là triển khai mạng lưới Zcash ở trên nền tảng của họ nha. Thì bạn nào mà muốn tham gia vào bán trị DAO của nền tảng Lending và Borrowing ARV này thì các bạn chỉ cần là mua con token của họ thôi nha. Thì đối với ARV này các bạn chỉ cần là các bạn có thể là mua bên là mạng lưới Polygon hoặc là mạng lưới Arbitrum hoặc là mạng lưới Ethereum nha. Thì hiện tại thì hình như là ARV nó không có thanh khoản ở bên mạng lưới Arbitrum hay sao các bạn. ARV này. Để mình xem thử có thanh khoản không nha. Có thanh khoản nha các bạn. Ok, thì các bạn có thể lên sàn ODOT này, các bạn mua con token là ARV ở bên mạng lưới Arbitrum. Thì sau khi các bạn mua xong ấy, thì đối với dự án ARV này, thì sau khi các bạn mua xong, các bạn chỉ cần giữ trên ví thôi nha. Các bạn chỉ cần giữ trên ví thì các bạn sẽ được quyền tham gia vào quản trị DAO của họ nha, là vote đấy. Đây, ARV đây nha. Hiện tại thì đang có bài, thì bây giờ nếu mà các bạn mua bây giờ ấy thì các bạn phải đợi cái bài vote sau thì các bạn mới được vote nha. Rồi, thì hôm trước mình mua ở bên mạng lưới Ethereum nha. Hôm trước thì mình mua có 0,1 thôi, thì giá của con token này ARV thì cũng khá là cao, cho nên là các bạn muốn mua bao nhiêu cũng được nha. Các bạn mua khoảng là 0,5 đô hoặc là 1 đô thôi. Rồi các bạn giữ trên ví. Thì bạn nào mà muốn giữ trên ví cũng được, mà hoặc bạn nào mà muốn đem đi stake cũng được nhé. Các bạn stake không được mà các bạn giữ trên ví thì các bạn cũng được quyền void nha, cũng được quyền vote nhé. Thì bạn nào muốn stake thì các bạn có thể vào đây, sau khi các bạn mua xong á, các bạn vào đây các bạn connect ví rồi các bạn đem đi đem con ARV các bạn đem đi stake thôi. Còn bạn nào mà muốn không muốn trả phí á, thì các bạn chỉ cần là mua mua con token ARV này và giữ trên ví thôi. Thì các bạn chỉ cần giữ con trên ví thì các bạn sẽ được quyền tham gia vào quản trị DAO của nền tảng là ARV này nha. Đó thì như vậy thôi các bạn nha. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào quyền biểu quyết quản trị DAO của các dự án ở trên mạng lưới Arbitrum. Thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.